hello các bạn hôm nay mình tư vấn cho các bạn có mấy câu hỏi của mấy bạn khán giả gửi về tài sản riêng tài sản riêng là có bị xử lý cho các khoản nợ chung của vợ chồng hay không thì để trả lời những câu hỏi này thì mình xin đưa ra những vấn đề sau À, hiện nay đó là không ít người vẫn nghĩ rằng là tài sản riêng hình thành trong thời kỳ hôn nhân à, là độc lập và không được dùng để giải quyết các cái nghĩa vụ chung của vợ chồng nhưng à, trên thực tế pháp lực à, có những quy định rất khác biệt và cụ thể cho những à, từng trường hợp sau à, chị Đòn Ngọc Diễm 53 tuổi ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh có hỏi rằng vợ chồng tôi có dây 6 tỷ từ ngân hàng để kinh doanh thế chấp bằng một ngôi nhà hiện nay chúng tôi đã mất khả năng trả nợ trong thời kỳ hôn nhân tôi được bố mẹ tặng riêng cho một ngôi nhà chỉ giá 3 tỷ liệu tài sản này có bị đem ra xử lý cho các khoản nợ dây hay không thì về cái vấn đề này mình xin tư vấn như sau. thưa về các bạn. Theo cái điều 43 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định như sau. Là từ cái khoảng 1 nói rằng là tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân tài sản được chia riêng cho vợ chồng theo quy định tại các điều 38 39 và 40 của lực này tức là lực hôn nhân và gia đình năm 2014 đó thì tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ chồng khoảng 2 là tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng cũng là tài sản riêng của vợ chồng qua lại lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 33 và khoảng 1 điều 40 của lực này như vậy á, là từ cái câu hỏi của chị Diễm đó thì nếu như mà chị Diễm chứng minh được căn hộ mà do cha mẹ tặng riêng cho chị thì đó vẫn hoàn toàn là tài sản riêng của chị Tuy nhiên ở trường hợp này vợ chồng chị còn có nghĩa vụ trả nợ chung vì thế là hướng xử lý có thể sẽ có phần khác biệt ở đây có cái phần khác biệt dù là tài sản riêng à, căn cứ khoảng 1 điều 37 của luật hôn nhân và gia đình năm 2017 có quy định nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng là nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập à, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và theo quy định của pháp luật vợ chồng cũng phải chịu trách nhiệm như vậy là trong dù chờ thời dù là cái tài khoản riêng nhưng mà khi cuộc sống hôn nhân của chị đó có làm măng với cùng với vợ chồng thì cũng phải lấy cái phần trách nhiệm của chị ra lấy chị cũng phải chịu trách nhiệm để lấy tài sản của chị bù đắp vô nếu như tài sản chung à, không đủ để bù đắp vô cái khoản nợ đó à, cho nên tại cái trường hợp của chị Diễm phản dây của vợ chồng chị với ngân hàng được hiểu là nợ chung của hai vợ chồng hiện anh chị đã mất khả năng thanh toán nên ngân hàng có quyền khởi kiện vợ chồng anh chị tòa án có thẩm quyền giải quyết và có thể buộc anh chị phải thanh toán đầy đủ cả tiền nợ gốc tiền lãi và lãi suất quá hạn ngân hàng về nghĩa vụ trả nợ Tòa án có thể xác định mỗi người phải chịu trách nhiệm năm số nợ nói trên. Đó giống như hồi nãy là mình cũng nói đó. Thì à, à, nợ chung à, nếu như có tài sản chung thì lấy ra chở trả cho cái khoản nợ chung đó. Nếu như cái khoản nợ chung đó đó là tài sản chung trả cho khoản nợ chung chưa hết thì chị Diễm này có cái tài khoản riêng thì chị phải lấy tài khoản riêng của chị trả cho 50% trong số nợ chung đó nếu như lấy tài sản chung trả rồi mà còn thiếu thì sẽ lấy phần tài sản riêng của chị Diễm trả cho cái tài khoản riêng đó khi trừ ra cái tài tài khoản chung đã trả rồi tiếp theo là do anh chị không có khả năng thi hành bản án một cách chủ chủ động nên cơ quan thi hành án dân sự có thể ra quyết định thi hành án mà theo đó chị Đoàn Thị Diễm có thể bị buộc phải trả một nửa số tiền nợ trên đó tức là hai vợ chồng dây 6 tỷ thí dụ như tài sản riêng của hai vợ chồng có 2 tỷ thì trả cho ngân hàng 2 tỷ còn lại 4 tỷ như vậy là 50% và mỗi người còn 2 tỷ thì chị Diễm này nếu như là có 2 tỷ là tài sản riêng thì sẽ lấy 2 tỷ này trả cho hết cái khoản của chị Diễm còn nếu như còn bên ông chồng thì ông chồng sẽ còn nợ ngân hàng 2 tỷ nếu như ông chồng không có tài sản riêng thì ông chồng sẽ mang nợ xấu như vậy cho nên á là dù tài sản được ba mẹ chặn tặng cho riêng cho chị diễm nhưng vẫn có thể đem ra thi hành án là đó là mình vừa nói xong tức là dù là tài sản riêng nhưng nợ chung thì phải trả nhưng trả năm mươi trong số nợ hai vợ chồng thôi đó là vậy rồi với một câu hỏi khác là về khoản nợ của chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì theo quy định pháp luật vợ có phải trả hay không? Đây là cái câu hỏi của chị Hoàng Thanh Thủy, 43 tuổi, ngụ Long An. Hỏi thế này, tôi và chồng đã ly dị được 5 tháng, cách đây 2 tháng. Chị biết là chồng của chị đó dây nợ hơn 1 tỷ đồng để cờ bạc đá banh. Số nợ được dây thì chúng tôi chưa ly hôn. Tức là lúc chưa ly hôn thì anh chồng này đã dây đá banh rồi. Nha và chị Thủy đó là không hề hay biết sau đó chủ nợ kéo đến nhà đòi như vậy là chị Thủy hỏi đó là chị Thủy có nghĩa vụ trách nhiệm trả nợ số tiền không đó tức là trong thời kỳ hôn nhân với anh chị Thủy với anh chồng trong thời kỳ hôn nhân anh chồng đã mượn 1 tỷ để cà bạc đá banh thì Thủy không có biết nhưng mà sau đó thì chị Thủy ly hôn thì thi lô hôn là vẫn vẫn có giấy tờ ly hôn đàng hoàng, tòa ra xử ly hôn đàng hoàng, tài sản thì chia đầy đủ đàng hoàng hết. như vậy thì thị hỏi khi mà sau này mới phát hiện ra khi chủ nợ kéo đến đòi là một tỷ của anh chồng mượn sau này thì chị Thủy mới hỏi như vậy là thấu nợ của chị Thủy là chị Thủy có có phải là trả nợ thay cho chồng hay không? Đó, ý nghĩa là vậy thì à, như vậy luật sư xin trả lời như sau là căn cứ tại điều 60 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về à, giải quyết quyền nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn đối với người thứ ba là tức là cái chủ nợ mà ừ, cho mượn 1 tỷ đá banh đó điều 60 của luật hôn nhân gia đình quy định như sau khoảng 1 quyền nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn À, đại, tức là vẫn có hiệu lực đó sau khi ly hôn trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác là trừ trường hợp là nếu có thượng khác thì nó lại là khác nha còn nếu không là phải có hiệu lực rồi khoảng 2 trong trường hợp có tranh chấp về quyền nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại điều 27 37 và điều 45 của luật này và quy định của bộ luật dân sự để giải quyết như vậy đó là cái khoản nợ từ chồng của chị dây trong thời kỳ hôn nhân tức là dây 1 tỷ đồng đó đó để đá banh đó thì nghĩa vụ trả nợ được xem là một trong những nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn tuy nhiên đây tuy nhiên không phải bất cứ khoản nợ nào được hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều được xem là nợ chung của hai vợ chồng. Vậy thì trong thời kỳ hôn nhân, những trường hợp nào có thể phát sinh nghĩa vụ tài sản giữa vợ và chồng? Căn cứ tại điều 37 luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định, vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản. Thứ nhất là nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm khoảng 2 nghĩa vụ do vợ chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình khoảng 3 nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản chung như vậy trong đây có 6 cái phản đó cuối cùng là cái khoản 6 là nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan tức là cái này là nếu như những cái luật khác có liên quan tới thì vẫn áp dụng cho dù ở trong đây trong sáu cái cái khoản này là không nói tới bên cạnh đó thì tại điều 45 của luật hôn nhân gia đình năm 2014 cũng có quy định vợ chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây thứ nhất là nghĩa vụ của mỗi bên vợ chồng có trước khi kết hôn hai là nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản riêng trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản theo quy định tại khoản 4 điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 điều 37 của luật này. 3. là nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập thực hiện không vì nhu cầu của chị dây trong thời kỳ hôn nhân, nhưng đây là giao dịch riêng của chồng chị. Vì chồng chị không hề thông báo, tức là lén đi đá banh đó, đâu có thông báo. Rồi cũng không thỏa thuận với chị với việc dây nợ nếu mà thỏa thuận thì sẽ là chịu trách nhiệm nha. Đồng thời số nợ này được dây không vì nhu cầu của gia đình Tại vì ở trong cái điều 45 này cũng đã nói nếu như trong cái mục đích về xài, về gia đình Đó thì chịu trách nhiệm Tức là lo trong những cái cái việc mà sinh hoạt gia đình, chủ yếu gia đình đó Cho dù không nói ra thì cái đó cũng là chịu là, là cái khoản nợ chung như vậy là tuy phản nợ do chồng chị dây trong thời kỳ hôn nhân nhưng đây là giao dịch riêng của chồng chị vì chồng chị không hề thông báo cũng như thỏa thuận với chị về việc dây nợ đồng thời số nợ này được dây không là nhu cầu của gia đình việc cờ bạc của chồng chị còn được xem là hành vi vi phạm của pháp luật do đó số nợ này là nợ riêng của chồng chị và chị thủy này không có nghĩa vụ trả nợ thay cho chồng chị cái trình bày của mình về hai câu hỏi này mình tóm lại nha thứ nhất là về cái câu hỏi là vợ chồng tôi có dây 6 tỷ từ ngân hàng đi kinh doanh thế chấp một ngôi nhà hiện nay chồng tôi đã mất khả năng trả nợ trong thời kỳ hôn nhân tôi được bố mẹ tặng riêng cho một tài sản trị giá là 3 tỷ à, liệu tài sản này có đem xử lý cho các khoản dây hay không thì trả lời tóm lại là đây là có bởi vì nợ này là nợ chung nhưng mà chị mà anh chồng không có tài sản riêng thì anh chồng là bị nợ xấu đó về cái câu hỏi có phải có trách nhiệm trả nợ hay không thì ở đây luật sư trả lời là không lý do là sao là bởi vì đó là cho dù số nợ của chồng chị ở trong thời kỳ hôn nhân tuy nhiên đó là cái số nợ chị thủy không có biết là một hai là đá banh là vi phạm pháp luật ba là cái số nợ mà chị chồng chị cờ bạc đó nó không nhằm cái mục đích thiết yếu của cuộc sống nếu như cho dù chị thủy không biết tức là vợ không có biết nhưng mà số nợ nó dùng để mà trong thiết yếu trong cuộc sống thì buộc cũng phải lấy tài sản riêng tức là buộc chị thủy cũng phải trả nợ chung còn ở đây là tiền cờ bạc rồi không phải là thiết yếu cho nên là chị thủy không phải trả cái số nợ này đó là về hai câu hỏi này, rồi tiếp theo có một cái câu hỏi khác, câu hỏi như thế này, tức là về cái chủ đề đó là tài sản riêng của chồng khi thế chấp ngân hàng thì vợ có ký tên hay không? thì xung quanh đến cái cũng là về cái tài sản chung và tài sản riêng, tức là có người hỏi đó là à, tại đây là tài sản riêng của của chồng nhưng mà trong đời hai vợ chồng trong thời kỳ đang cũng đang sinh sống như vậy đó là khi màn trọng thế giáp ngân hàng đó vợ buộc vợ có phải ký hay không nội dung cái câu chuyện đó như thế này à, ông Trịnh Hoài Tâm được thừa kế 100 mét vuông đất của ông nội từ năm 2008 năm 2013 ông Tâm có sổ đỏ tới năm 2019 ông Tâm tặng chị gái là 30 mét vuông Ông Tâm đăng ký kết hôn vào ngày 17 tháng 9 năm 2019, à, sổ đỏ mới của ông Tâm được ghi, tức là được cấp đó vào ngày 23 tháng 9 năm 2019, tức là được cấp sau ngày đăng ký kết hôn. Ngày đăng ký kết hôn của ông Tâm với vợ ông Tâm là ngày 17 tháng 9 năm 2019, tuy nhiên là cái sổ của ông Tâm được cấp lại, được cấp khi tới ngày 23, tức là... Sáu ngày sau thì ngày 23 tháng 9 năm 2019 á, thì mới được cấp sổ đỏ tức là cấp sổ đỏ sau cái ngày kết hôn nó có dưới chỗ này như vậy đó thời gian này ông Tâm là cần vốn để kinh doanh có ra ngân hàng làm hồ sơ dây vốn nhưng ngân hàng yêu cầu phải có chữ ký của vợ ông Tâm vì ngân hàng cho rằng đây là tài sản chung Đấy, tại vì ngân hàng cũng có lý ngân hàng ngân hàng thấy là cái sổ cấp sau cái ngày kết hôn đó cho nên ngân hàng nói là phải ông tâm đi dây thì phải có vợ ký vì cho rằng đó là tài sản chung của vợ chồng à, ông tâm nói à, đây là tài sản riêng vì được thừa kế từ ông nội nhưng bên ngân hàng vẫn quyết định cần chữ ký của vợ ông tâm à, ông tâm mới hỏi là tài sản này khi thế chấp ngân hàng thì xin luật sư hãy tư vấn là có cần có chữ ký của vợ ông hay không căn cứ pháp lý như thế nào đó thì xin trả lời như sau căn cứ tại điều 43 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản riêng của vợ chồng gồm các nhóm tài sản như sau tài sản riêng của vợ chồng tháng một là tài sản riêng của vợ chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn. Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Rồi tài sản được theo quy định tại khoản 1 điều 33 và khoảng 1 điều 40 của luật này. Như vậy, có thể thấy việc xác định tài sản riêng của vợ chồng phải dựa vào ba yếu tố chính như sau. Thứ nhất là nguồn gốc tài sản, thứ hai là thời điểm tạo lập tài sản, thứ ba là thỏa thuận xác lập về tài sản giữa vợ chồng, giữa hai vợ chồng. Đó, chính vì vậy, việc chứng minh tài sản riêng cũng chính là chứng minh ba yếu tố trên. Thứ nhất là cái nguồn gốc tài sản phải chứng minh được. Thứ hai là cái thời điểm được cấp, tức là được tạo lập cái thứ ba là cái thỏa thuận xác lập tài sản vợ chồng Ví dụ như nếu như mình được cấp trước thì Vợ hoặc là chồng có đồng ý ký từ chối hay không cũng không quan tâm Còn nếu như là cấp sau thì chồng phải nhờ vợ xác nhận Đi ra công chứng xác nhận đó là tài sản riêng từ chối tài trợ Xác nhận đó là sản riêng của chồng hoặc là chồng thì xác nhận đó là sản riêng của vợ Đấy. Như vậy việc người nào đó làm hồ sơ dây vốn thế chấp nhưng ngân hàng yêu cầu phải có chữ ký của vợ hoặc là chồng vì ngân hàng tiếng như vậy là cái trường hợp này đó trường hợp lúc trên đó là nói là tại sao đó là ngân hàng lại là biết là tài sản riêng nhưng ngân hàng lại phải bắt ông tâm đó là phải kêu vợ ông tâm ra ký thì ở đây giải thích như thế này tại vì ngân hàng là dựa vô cái nguyên tắc suy đoán trong việc chứng minh tài sản riêng của một bên vợ chồng là tức là à, ngân hàng là suy đoán thôi. Đó là nếu trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Đó là quy định tại cái điều tại khoảng 3 điều 33 lực hôn nhân và gia đình năm 2014 đã có quy định. Như vậy thì trở lại cái vụ việc của ông Tâm là nếu như trường hợp của ông Tâm là không có đủ chứng cứ để chứng minh tài sản riêng thì đương nhiên tài sản đó được coi là tài sản chung của hai gia chồng nhưng mà ở đây rõ ràng là ông tâm có đủ chứng cứ thứ nhất á, là ông nội cho năm 2008 đến năm 2013 thì ông tâm lại cắt một khoảng nữa 30 mét vuông còn lại mấy mét 70 m ông tâm vẫn sử dụng như... đó thì đây là ông tâm đã chứng minh được tất cả nguồn gốc rồi thời điểm rồi trong đây là vợ cũng đã có xác nhận Nếu không xác nhận thì ông Tâm sẽ đi trích lục lại Nếu như trường hợp ông Tâm không có đủ chứng cứ để chứng minh tài sản riêng Thì đương nhiên là tài sản đó được coi là tài sản chung của hai vợ chồng Tuy nhiên với tài sản là quyền sử dụng đất Tức là 100 mét vuông đó là ông Tâm ông đã cho chị của ông là 30 mét vuông là còn 70 mét vuông này là được thừa kế đất từ di chúc của ông nội vào năm 2008 đến năm 2013 ông tâm có sổ đỏ tức là à, khai nhận thừa kế lúc khai nhận thừa kế đó thì đến năm 2019 ông tâm tặng cho chị gái và tài sản này được hình thành trước hôn nhân như vậy đây là tài sản riêng của ông tâm do đó việc ông tâm cần làm là chứng minh nguồn gốc tài sản đó được hình thành từ di trúc của ông nội để lại và là tài sản được thừa kế riêng của ông Tâm. Thời điểm tạo lập tài sản được hình thành từ năm 2013 trước thời kỳ hôn nhân do khai nhận thừa kế sau đó đăng ký quyền sử dụng đất. Tức là khi mà khai nhận thừa kế rồi, rồi khi mà đăng ký quyền sử dụng đất thì lại sao cho dù sao cái giấy kết hôn nhưng mà vẫn chích lục được cái thời gian ông Tâm được hưởng tức là ông hưởng từ cái di sản này từ năm 2008. Và khi đã chứng minh được đó là tài sản riêng Thì khi thế chấp ngân hàng Ông Tâm không cần phải có chữ ký của vợ ông Tâm nữa Đó chính xác Bây giờ tóm lại Câu hỏi là ông Tâm ông được thừa kế là 100 mét đất của ông nội từ năm 2008 Năm 2013 ông Tâm có sổ đỏ Đến năm 2019 ông Tâm tặng cho chị gái 30 mét vuông Ông Tâm đăng ký kết hôn vào ngày 17 tháng 9 năm 2019 Chỗ đỏ mới của ông Tâm được ghi vào ngày 23 tháng 9 năm 2019 Tức là cấp sau thời kỳ đăng ký kết hôn là 6 ngày Thời gian này ông Tâm cần vốn để kinh doanh Có ra ngân hàng làm hồ sơ dây vốn Nhưng ngân hàng yêu cầu phải có chữ ký của vợ ông Vì ngân hàng cho rằng đây là tài sản chung Ông Tâm có nói đây là tài sản riêng Vì được thừa kế từ ông nội Nhưng ngân hàng nhất quyết phải cần chữ ký của vợ ông Tâm Ông Tâm mới hỏi như vậy á, là ngân hàng đòi vợ ông Tâm ký có đúng pháp luật hay không. Thì đây xin trả lời đó là không đúng. Bởi vì ông Tâm đã chứng minh được đó là tài sản riêng dựa vào ba yếu tố. Thứ nhất là về nguồn gốc tài sản là từ ông nội cho. Thứ hai là thời kỳ tạo lập tài sản là từ năm 2008 rồi năm 2013 cũng có sổ đỏ rồi sau đó tới 2019 mới ra một cái sổ mới sau này cho dù cái sổ mới sau này là sao trong sao được hiệu nhân nhưng mà ông tâm vẫn chứng minh được nguồn gốc đất đó là từ ông nội để lại đó rồi cái yếu tố thứ tư là thỏa thuận xác lập tài sản dây chồng tức là khi mà nếu như ông tâm mà muốn chính xác hơn thì ông tâm mới nhờ vợ làm một cái giấy từ chối ra văn phòng cung chứng từ chối tài sản từ chối nhận tài sản là đó cho rằng đó là tài sản của ông tâm hoặc là nếu ông tâm tự ông tâm đi chích lục nguồn gốc đắt lại thì vẫn chứng minh được đó là tài sản riêng của ông Tâm cho nên việc ông Tâm đi dây vốn ngân hàng không cần phải vợ ký tên các bạn có thắc mắc gì thì hãy bình luận bên dưới mình sẽ tranh thủ trả lời sau